ngày 24 tháng 3 năm 1954 tại chiến trường Điện Biên Phủ. Theo đúng kế hoạch, bộ đội Đào Sao Thông Hào đã tiến vào những trung tâm đề kháng mục tiêu của ta trong đợt tiến công thứ hai. Ở phía đông, Giao Thông Hào đã vào gần các cao điểm E, D1, C1, A1. Ở phía tây, một mũi chiến hào chỉ còn cách hàng rào dây thép gai thuộc cụm cứ điểm trực tiếp bảo vệ sân bay Mường Thanh 50 mét. Lúc này, vòng vây trận địa chiến hào hình thành đã khiến quân Pháp không còn khả năng rút lui, cũng như không thể đưa thêm một số lớn quân tăng viện. Trận địa chiến hào của ta đã phá vỡ cấu trúc cơ bản của tập đoàn cứ điểm, tách hoàn toàn phân khu Hồng Cúm khỏi khu trung tâm. Bắt đầu từ đây, Đơ Cát không thể trông chờ sự cứu viện của những tiểu đoàn đóng ở phía nam cánh đồng Mường Thanh được nữa. Các đường hào đã bắt ngay chúng tôi, bao vây chúng tôi trong một lòng chảo. Chiến lược của họ là cắt đường tiếp tế, và chúng tôi đã ở vào thế cùng cực. Sức mạnh của Việt Minh là ở tư tưởng, sự kiên nhẫn và kiên trì trong công việc đào đường hào bao vây. Lúc này, máy bay vận tải C-119 của Mỹ do phi công Pháp lái bắt đầu chuyển sang ném bom napalm xuống các vị trí quân ta ở chung quanh Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, những sĩ quan chỉ huy không quân Pháp trong tình trạng hoang mang tột độ khi than phiền rằng tuy các máy bay ở Điện Biên Phủ đã bay tới độ cao 6.500 bộ vẫn bị cao xạ Việt Minh bắn rời. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trong chiến tranh, ai có nhiều lực lượng hậu bị hơn, ai có nhiều nguồn lực lượng hơn, ai kiên trì đi sâu vào quần chúng nhân dân hơn thì người đó thu được thắng lợi. Thấm nhuần quan điểm đó, Đảng đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng và phát huy thế trận lòng dân trong cuộc chiến tại Điện Biên Phủ với những sách lược cụ thể như thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức, cải cách ruộng đất, chỉnh quân và chỉnh đảng. Đất nước chúng ta là một đất nước, nước không rộng người không đông. Cho nên là gì mà chúng ta lại thường xuyên phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Do vậy là gì? Là chúng ta có thể chỉ có thể chiến thắng kẻ thù bằng cái việc là gì? Chúng ta phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc đảm bảo hậu cần chiến dịch, bao gồm cả hậu cần nhân dân, hậu cần quân sự, hậu cần tại chỗ, đã là vấn đề nan giải đối với Bộ Chỉ huy Mặt trận và Chính phủ. Để giải quyết bài toán hậu cần tại đây, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã thành lập Hội đồng Chi viện Tiền phương, giao cho đồng chí Phạm Văn Đồng, lúc đó là Phó Thủ tướng, làm Chủ tịch, huy động hàng chục vạn dân công và thanh niên xung phong của các địa phương thuộc căn cứ địa Việt Bắc và vùng tự do Liên khu 4 để vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược, vận chuyển thương binh, khai thác những điều kiện vật chất tại chỗ, tổ chức xay sắt gạo tại mặt trận, mở đường vận chuyển bằng lừa ngựa, xe đạp thổ, ô tô, làm đường kéo pháo và lập các điểm nghi binh địch. Trong chiến dịch này, hậu phương đã phục vụ và cung cấp 261.453 lượt người, gần 12 triệu ngày công, 20.991 xe đạp thổ, 736 xe thô sơ, làm nhiệm vụ vận chuyển 25.056 tấn gạo, 1.824 tấn thực phẩm, 1.200 tấn đạn, 1.783 tấn xăng dầu và nhiều hàng hóa các loại khác đến chiến trường, bảo đảm cho bộ đội ta đánh thắng quân thù. Vùng tự do ở Liên khu 3, Liên khu 4, rồi vùng tự do ở Tây Bắc, rồi là Việt Bắc, rồi là cái vùng du kích ở đồng bằng sông Hồng, có thể nói là gì? Là tất cả phục vụ cho tiền tuyến. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại một trong những điều đặc biệt chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Đó là người dân tham gia vào chiến dịch này đông gấp nhiều lần quân đội. Có thể nói, chính sự đóng góp sức người, sức của to lớn đó đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao mà người Pháp không thể nào hình dung nổi. Bởi vậy, người Pháp đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, để rồi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ trong thất bại thảm hại.